Sau đây là tên tổng hợp ở đây ngày 3 tháng 4 năm 2024. An Giang cấm Phật giáo hòa hảo thuần túy, tưởng niệm ngày mất của Đức Huỳnh, giáo chủ. TikToker Nhật Hải biết tốt, bị phạt hành chính do nói thành phố Hồ Chí Minh nhiều tội phạm. Bắt Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Trần Duy Đông do dính líu vụ xuyên Việt Oil. Bộ Ngoại giao, chưa có thông tin người Việt thiệt mạng do động đất ở Đài Loan. Đồng Nai, ô nhiễm bụi tại một số khu công nghiệp vượt mức cho phép. Ông Hà Văn Hồ, Hội trưởng Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, tỉnh An Giang cho RFA biết, từ ngày 1 tháng 4, Công an huyện chợ mới tỉnh An Giang đã phong tỏa khu vực trụ sở tạm thời của Ban trị sự Trung ương Giáo hội tại xã Long Giang, không cho các tín đồ dừng lễ đài và tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm ngày mất của Đức Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ, 25 tháng 2 âm lịch, tức ngày 3 tháng 4 năm nay cán bộ mà lãnh đạo là không cho chúng tôi tổ chức cái ngày lễ này nói là đông cái hiến trương của ban trị sự phật giáo quả quốc danh là không có chứ nhà nước cũng không có ca cho làm lễ này ông hồ nói thêm mấy năm trước công an không cấm và đàn áp gắt gao như năm nay năm nay thậm chí nhiều gia đình còn bị cấm treo cờ và băng rôn tưởng niệm trong dịp này Ông Hồ hôm 18 tháng 3 bị công an địa phương phạt 7 triệu rưỡi vì vi phạm luật an ninh mạng. Công an cho rằng ông đã chia sẻ 4 bài viết và video trên mạng xã hội Facebook, ba trong số đó là về Phật giáo hòa hảo. TikToker Nhật Hải biết tuốt, tên thật là Nguyễn Nhật Hải, ngụ Bắc Giang, vừa bị Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bắc Giang ra quyết định xử phạt 7 triệu rưỡi vì đăng tải một video lên kênh TikTok có hơn 900.000 người theo dõi với nội dung bị cho là sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan tổ chức. Nội dung bị phạt cụ thể là Quay trở lại vì sao Sài Gòn lại nhiều trộm cắp đến vậy, thì điểm cốt lõi nhất là do văn hóa. Hay Sài Gòn là nơi cực kỳ lý tưởng của những loại tội phạm hoạt động. Cục trưởng Cục xuất tiến thương mại ông Trần Duy Đông bị khởi tố và bị bắt về tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt Oil, hay còn gọi tắt là xuyên Việt Oil, và một số cơ quan, tổ chức liên quan Cùng bị bắt và khởi tố với ông Đông còn có ông Đinh Tiến Dũng, kế toán trưởng, và Nguyễn Tấn Long, trưởng phòng kinh doanh công ty xuyên Việt Oil. Hai người này bị cáo buộc tội đưa hối lộ. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 3 tháng 4 cho biết chưa có thông tin về người Việt trong số 9 người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7.2 độ Richter ở Đài Loan trong cùng ngày. Trận động đất còn khiến hơn 800 người bị thương và 50 người khác mất tích. Theo cơ quan di trú Đài Loan, Hiện có khoảng 240.000 người lao động Việt nhập cư ở nước này, làm việc trong các lĩnh vực sản xuất, giúp việc nhà và công nhân công trường. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai vừa có kết quả quan trắc môi trường không khí lần 1 năm 2024 tại 26 khu công nghiệp gần công trường xây dựng sân bay Long Thành. Theo kết quả, 5 khu công nghiệp có thông số bụi vượt quy chuẩn, có 11 khu công nghiệp có thông số bụi mình PM10 vượt so với quy chuẩn, khu công nghiệp sông mây có mức vượt cao nhất 1,48 lần.